Chào mừng tất cả quý vị, hôm nay Bi giới thiệu tới quý vị một cái cặp loa vô cùng ngầu, vô cùng khủng đến từ nhà Tano nha quý vị. Và model của dòng này là CBA15 nha. Thì dòng này vô cùng hiếm trên thị trường, đảm bảo hiện tại tại thị trường Việt Nam là chỉ một cặp, duy nhất một cặp này thôi nha quý vị. Và cái dòng này là dòng Studio Pro của hãng, làm rất là chỉnh chu. Thì quý vị, cái dòng này vừa nghe nhạc vừa karaoke được luôn. Công suất maximum lên tới 400 bao nhiêu vậy? 600W maximum nha quý vị. Cực kỳ khủng nha. Về trong tình trạng rất là đẹp luôn quý vị ạ. À. Và nó sở hữu một cái loa đồng trục 40 gân cao su. Ở bên ngoài này thì nó làm thêm một cái lưới bằng sắt để bảo vệ, quý vị nhìn ốc nè. Rất là ngầu luôn, không biết quý vị nhìn trên hình thế nào chứ nhìn ở ngoài cực kỳ ngầu nha. Dòng này cũng được làm tại Anh luôn nha quý vị, Made in Britain, tới nữa mình quay quý vị xem. 4 lỗ thông hơi, 2 lỗ trên và 2 lỗ dưới nè quý vị. Thì cái tem của nó quý vị, cái tem bằng kim loại nè, nó sẽ có 4 con tem. Hai cái tem dưới và hai cái tem trên. Quý vị thấy rất là khủng luôn nha quý vị. Và nó nặng lên tới 31kg. Chiều cao là 72, chiều rộng 49 và chiều sâu là 35 nha. Đây, bao riêng tuyệt đối cho quý vị, găng cao su này cũng còn luôn nha quý vị. Đây, găng cao su còn luôn. Về đúng một cặp một thôi quý vị ạ. À. Và với cái độ nhạy 100 dB thì quý vị biết là rất là dễ phối ghép. Và cái bộ này thì quý vị nếu như có điều kiện thì chúng ta chơi grey ball thì đánh rất là hay luôn nha. Nó sẽ khai thác tối đa cái dòng loa này nha quý vị. Đây, cái dòng này thì cũng từ Nhật về, từ nhà cặp loa vừa về từ Nhật luôn nha quý vị. Đây, quý vị sẽ thấy hai con tem của Tiết. Và cái khi chúng ta mua cái này thì Bi sẽ tặng cái bộ dây này theo luôn nha, để chúng ta sử dụng. Made in Britain thì nó sẽ khắc ở trên đây luôn nha quý vị. Model CBA15, không thể sang trọng hơn. Cặp này làm nói chung là rất là ngầu, nó theo cái phong cách ngầu nha quý vị, chứ không phải là cái kiểu phong cách cổ điển của Tannoy nha. Đây, ở phía sau nó còn thêm một cái con, mỗi loa có thêm một cái loa, cái tem Tannoy nữa nha quý vị. Đây, đẹp nè, quý vị thấy ở phía sau là không có bể vỡ nứt gì hết nha. Một cặp duy nhất mà bây giờ Bi báo giá nha quý vị. Cặp này là Bi bán 46 triệu đồng. Một cặp duy nhất, bao riêng tuyệt đối cho quý vị nha quý vị. Bát này là bát 40 nha. Đây rất là to luôn. Để Bi quay kỹ cái màn quý vị xem nè. Đây không rách màn, không xù màn gì hết nha. Đây cái lưới này thì chúng ta thích thì mở ra, còn không thì để vậy để cho nó bảo vệ cái màn loa được tốt nha quý vị. Đây, quý vị cứ gõ là CBA15 Tannoy thì nó sẽ ra. Trên thị trường có đúng hiện tại là chỉ có một cặp này không, đó là hiếm luôn nha quý vị. Vừa nghe nhạc, vừa karaoke vô tơ luôn nha. Bây giờ bay test nhạc cho quý vị thưởng thức chất âm của cái dòng này nha quý vị. Và
rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. Had to stop for the night. Then she stood in the doorway, heard the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up the candle, she showed me the way. Then my voice started in the corridor. Such a lovely face.
trên áo ai kết nên chuyện đời. Và giờ khi tâm tư dễ vương, hồi còi hững hờ sẽ tan trong đêm dài. Hành trang kín bay đầy, có một người mà tôi chưa quen. Xa xa lướt nhanh cuốn theo bụi đường, và người đi say bên chiến thắng, một mình ai còn ngỡ ngàng trong đêm trường. Tôi biết rồi đây có nhiều đêm thức trọn vì tình yêu, vì thương anh vắng xa. Biết có người bên sông nhớ mong, khấn nguyện cùng trời cao lúc đẹp một yêu như nụ hoa, chỉ nở một lần thôi, chỉ đẹp một lần thôi. Thời một ngày mai giữa muôn hoa, người về với thương nhớ. Sông nhớ mong khấn nguyện cùng trời cao lúc đẹp một vì sao. Nhớ thương vô bờ vì tình yêu như nụ hoa, chỉ nở một lần thôi, chỉ đẹp một lần thôi. Rồi một ngày mai giữa muôn hoa, người về với thương nhớ. Tâm tư riêng mang thênh thang lối đi nắng mai chập chờn, một lòng tin mai đây chiến thắng, tìm vào đôi lòng giữa phút tương vui rồi lòng ơi.